Chào mừng anh em đến với Man City Homie. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homie sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Khả năng bứt tốc đáng gờm của Haaland. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một thông tin thú vị về Erling Haaland. Ospedia chỉ ra tốc độ tối đa của Haaland ở mức 36,21 km/h. Anh cùng với Kyle Walker là hai cầu thủ chạy nhanh nhất đội hình của Man City hiện tại. Danh hiệu cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League thuộc về Mikhailo Mudryk của Chelsea với 36,62 km/h. Erling Haaland xếp thứ tư trong danh sách sau những cái tên như Darwin Núñez của Liverpool hay Anthony Gordon của Newcastle. Khả năng tăng tốc và tỷ đè của Haaland là vũ khí đáng sợ của Man City ở mùa giải vừa qua. Với chiều cao 1m94, chân sút người Na Uy dễ dàng vận dụng tốc độ và sức cản lướt để vượt mặt các hậu vệ tại Premier League và ghi bàn. Không ít hậu vệ từng bị chân sút sinh năm 2000 đẩy ngã khi nỗ lực truy cản. Modric từng ca ngợi hết lời tân binh của Man City. Theo tờ The Guardian, ban lãnh đạo The Citizen phải chi trả tổng cộng 30 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ người Croatia, trong đó bao gồm 25 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm theo 5 triệu bảng phụ phí. Gia nhập Chelsea từ Real Madrid vào năm 2019 với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, Kovacic đã trở thành nhân tố quan trọng vào chức vô địch Champions League 2021. Vào năm 2022, người đồng đội ở tuyển Croatia là Luka Modric đã ca ngợi Kovacic như sau: "Tôi nghĩ Mateo sẽ kế nghiệp tôi. Cậu ta là cầu thủ sở hữu tài năng lớn. Cậu ấy đã và đang là phần quan trọng của những câu lạc bộ lớn như Real và Chelsea. Cậu ta đang làm tốt tại Chelsea và tôi tin cậu ta sẽ có một sự nghiệp thành công. Cậu ấy có thể dẫn dắt tương lai bóng đá Croatia." Man City nhắm cơn lốc đường biên của PSG thay thế Walker. Theo thông tin Man City Homie ghi nhận từ tờ Marca, The Citizen được cho là đang theo dõi sát sao hậu vệ phải của PSG là Hakimi để thay thế cái tên có khả năng ra đi hè này là Kyle Walker. Bayern Munich là cái tên nổi bật nhất trên đường đua để giành chữ ký của hậu vệ phải người Anh, bất chấp Walker muốn ở lại và đang cố gắng gia hạn hợp đồng. Marca cho biết nếu Walker chuyển đến Đức thì Hakimi sẽ là cái tên thay thế phù hợp nhất. Hợp đồng của Hakimi với PSG còn thời hạn đến năm 2026, nên việc hỏi mua hậu vệ người Maroc vào thời điểm này là tương đối khó khăn. Man City từng muốn có sự phục vụ của Hakimi khi anh còn thi đấu cho Dortmund. Tuy vậy thương vụ đổ bể và anh sau đó đã chuyển đến gã khổng lồ nước Pháp. Man City dự FIFA Club World Cup 2025. Real Madrid, Man City và Chelsea là ba câu lạc bộ châu Âu đầu tiên có vé đến với FIFA World Cup Club 2025. Với việc FIFA mở rộng số đội tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, châu Âu có đến 12 suất tham dự. Tuy nhiên, mới chỉ có Chelsea, Real Madrid và Man City chắc chắn tham dự bởi họ là các câu lạc bộ giành Champions League ở ba mùa giải gần nhất 2021, 2022 và 2023. Các suất còn lại của khu vực châu Âu dành cho đội vô địch Champions League mùa giải 2023-2024 và dựa vào thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng UEFA. 9 câu lạc bộ khác trên thế giới cũng có vé dự FIFA World Cup Club 2025, gồm có Al Hilal, Al Ruwaiyat Diamond đại diện thuộc châu Á, Al Ahly, Wydad Casablanca của châu Phi, Monterrey, Seattle Sounders, Club Lyon khu vực CONCACAF, Palmeiras và Flamengo của Nam Mỹ. Sau châu Âu, Nam Mỹ là khu vực có số suất tham dự FIFA World Cup Club 2025 nhiều thứ hai, gồm 6 câu lạc bộ. Trong khi châu Á, châu Phi và CONCACAF, mỗi khu vực có cùng 4 suất. Châu Đại Dương có một câu lạc bộ tham dự, bên cạnh chủ nhà Mỹ cũng có thêm một đại diện. Trước khi tham dự FIFA World Cup Club 2025, Man City có cơ hội vô địch giải đấu thế giới cấp câu lạc bộ vào cuối năm nay. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ tham dự FIFA Club World Cup 2023. Giải đấu được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 12 đến 20 tháng 12. Trước khi tiếp tục bản tin, anh em hãy like, đăng ký và bấm rung chuông để tiếp lửa cho Man City Homie nhé. Siêu máy tính chọn Man City hay nhất thế giới, PSG và MU dưới cặp Brighton. Chiến thắng 1-0 trước Inter Milan vừa qua đã giúp cho Man City lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League và đoạt cú ăn ba danh hiệu đáng tự hào. Một tin mừng lại đến với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola khi họ vừa được siêu máy tính của trang Soccer Power Index bầu chọn là đội bóng xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện đại. Trong top 20 câu lạc bộ đứng đầu đều là những đội bóng châu Âu. Dựa trên những thuật toán riêng, siêu máy tính này đã tìm ra sức mạnh tấn công của mỗi đội, thể hiện bằng số bàn thắng dự kiến sẽ ghi được vào lưới một đội bóng trung bình trên sân trung lập và sức mạnh phòng ngự dựa trên số lần bị thủng lưới dự kiến. Điều này đã giúp cho Soccer Power Index đưa ra bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh bóng đá SPI. Theo đó, Man City là đội bóng đứng đầu thế giới khi sở hữu điểm số SPI là 92. Câu lạc bộ mạnh thứ nhì thế giới theo đánh giá của siêu máy tính của Soccer Power Index là Bayern Munich với chỉ số SPI là 87 điểm, dù hùng xám xứ Bavaria chỉ vô địch Bundesliga mùa này ở vòng đấu cuối cùng nhờ việc Borussia Dortmund xả trận. Theo sau họ lần lượt là hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona, chỉ số SPI là 86,4 điểm và Real Madrid 84,4 điểm.
Hai đội bóng mạnh thứ 5 và thứ 6 thế giới theo siêu máy tính Soccer Power Index là Liverpool và Arsenal khi họ cùng sở hữu chỉ số điểm SPI là 83,9. Liverpool thậm chí còn nhỉnh hơn Arsenal một bậc, dù thực tế ở ngoại hạng Anh vừa qua, The Cop chỉ đứng thứ 5, còn pháo thủ là áo quần. Newcastle chỉ số SPI 83,7 điểm và Brighton 80,9 điểm là những đội bóng Anh còn lại nằm trong top 10 câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới hiện tại khi họ được xếp thứ 7 và thứ 10. Xen giữa bộ đôi này là tân vương Serie A Napoli 83,2 điểm đứng thứ 8 và á quân Bundesliga Borussia Dortmund 82,9 điểm. Đáng ngạc nhiên khi theo đánh giá chỉ số SPI do siêu máy tính Soccer Power Index công bố, PSG và MU chỉ lần lượt là đội bóng mạnh thứ 15 và 16 với cùng 79,1 điểm. Man City ra giá cho trung vệ Hàn Quốc. Theo báo cáo của tờ Football Insider, Pep đang cân nhắc lựa chọn về việc tham gia cuộc đua chữ ký của trung vệ mới nổi Kim Min-jae. Một điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Min-jae sẽ có hiệu lực vào tháng 7 này. Bayern Munich được cho là cái tên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Min-jae. Manchester United hiện tại cũng muốn có Min-jae trong đội hình. City được cho là sẵn sàng nhập cuộc đua khi điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của cầu thủ người Hàn có hiệu lực. Mặc dù chỉ mới phục vụ Napoli được một năm, nhưng những màn trình diễn xuất sắc đã khiến cho nhiều ông lớn sẵn sàng chi đậm để có được Min-jae. Kim mới chỉ có 2 năm thi đấu tại châu Âu và mùa đầu là ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo của câu lạc bộ Fenerbahce. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.